Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2014. Thưa đại chúng, là chúng ta đã có 3 buổi học, mình có chia sẻ đôi điều về cách hành trì của chúng ta. Và mình nghĩ rằng hôm nay thì cũng nên tiếp tục để cho nó hoàn thiện cái phần mà mình thưa với các vị. Cho nên thay vì học lịch sử Phật giáo Trung Hoa thì chúng ta sẽ học tiếp một bài. Cái chủ đề của chúng ta trong 3 buổi học trước nó mang cái tên cũng rất là khiêm tốn, đó là vài nét chính, vài nét căn bản cho sự thực tập. Vài nét thôi chứ không nhiều nhé. Vài nét là nhiều quá rồi. Đúng là một nét thôi chứ không có vài nét. Và thưa các vị, là cái trọng tâm của mình đi quanh quanh có ngần đó việc thôi. Việc của chúng ta đó là, một đó là thể ngộ đó. Thứ hai là hành trì thôi. Kỳ thực là hai cái phần này nó là nền tảng vô cùng căn bản của người xuất gia. Và thậm chí là các vị thiền tổ trong quá khứ cũng đi vào hai cái phần này. Và cái từ ngày xưa, người xưa hay dùng là đốn ngộ đó. Đốn ngộ là cái chi nữa? Tiệm tu. Lý tuy đốn ngộ mà sự phải tiệm tu. Con đường nó là như vậy đó. Có khi mình cũng chưa có đốn ngộ mà mình cũng không có bắt đầu tiệm tu. Và cái trường hợp này nó xảy ra rất đông trong đời sống tăng ni chúng ta. Và thưa các vị, nếu trường hợp này nó xảy ra, thế thì điều thứ nhất đó là mình phí một đời. Điều thứ hai, có thể mình mang tai họa cho đạo Phật. Cái phí một đời thì nó không có đến nỗi gì nghiêm trọng, nó không tác hại gì ai cả. Nhiều lắm là anh luyện đời sống anh để cho nó chảy vào vô thường, để cho nó phí phạm thì không đáng trách. Nhưng mà đáng trách thứ hai là khi mình không thấu đạt được lý, cái bồ đề tâm mình không có được nuôi dưỡng, rồi mình lại có một cái suy nghĩ rất là lệch lạc về con đường tu. Thay vì đời sống người xuất gia là đời sống phạm hạnh, đời sống cao quý, là đời sống biểu trưng của đạo đức, làm cái nơi căn bản để cho người Phật tử tại gia, người ta nương với mình để ta tu tập và cũng để nuôi dưỡng người ta. Thế là mình không làm được điều này, thì cái tội đầu tiên đó là kẻ cắp trong đạo. Cái tội thứ hai, hủy bán chánh pháp. Tội thứ ba rất là nặng, đó là mình làm cho niềm tin của Phật tử bị thui chột, tức là mình phá vỡ bồ đề tâm của người ta, thưa các vị. Và một trong những trọng tội vô cùng lớn đó là mình phá vỡ bồ đề tâm của Phật tử. Anh giết mạng người không có tội bao nhiêu, tại vì nhiều lắm anh đền mạng thôi. Nhưng mà anh hủy phá con đường chánh pháp của người ta, làm thối bồ đề tâm, tức là làm tiêu trầm luôn cả cái hạt giống chánh pháp nơi tâm thức, đời đời sinh ra gặp Phật pháp thù ghét, họ đọa lạc trong ba cõi sáu đường, thì cái tội này nó vô cùng nặng. Thế là mình dẫn chứng thì các vị thấy 10 giới sa di hay là 5 giới của người Phật tử hay là 4 trọng giới của người xuất gia, thì ta thấy cái giới nói dối. Đi vào thế giới xuất gia nói dối không có nghĩa là lừa gạt tình, lừa gạt tiền của ai cả, mà nói dối rằng anh chứng đạo là tội ngang với sát sanh, ngang với phạm dâm giới, ngang với tội cướp của giết người, vân vân, thưa các vị. Tại sao vậy? Tại vì anh nói rằng anh thấy đạo, anh chứng đạo, anh lừa bịp đời sống tâm linh của người ta, làm thui chột hạt mầm bồ đề,
Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều tiên yếu nhất của người tu chúng ta là phải thấu ngộ được đường đi. Tại vì khi anh thấu ngộ được đường đi thì cái khả năng nuôi dưỡng bồ đề tâm của anh nó không cần ai thúc đẩy, không cần có vị thầy sau lưng nhắc nhở gì cả, tự anh cảm thấy cái dũng khí nó dâng lên cuồn cuộn, tự anh thấy việc để làm, tự anh thấy là một đời giải quyết xong việc tử sinh. Và cạn nhất, khi người ta thấu ngộ được đạo là thưa các vị, không có cái chuyện là làm càng, coi nhân quả tội phước không ra chi. Cái điều rất rõ ràng là khi người ta thấy được đạo rồi thì cái nền tảng vô cùng căn bản đó là vấn đề tội phước, người ta rất là kinh sợ. Và mình hình dung rằng một người tu mà kinh sợ nhân quả thì chắc chắn rằng là họ sống xứng đáng cái phẩm cách người tu rồi, chưa nói chuyện chứng quả, thành tựu được thánh hạnh chi cả. Cạn nhất là như vậy. Và nếu mình là người xuất gia mà cái nền tảng về nhân quả tội phước mình chưa có được niềm tin vững vàng thì hình dung rằng mình đem giáo lý đạo Phật mình dạy người ta dạy cái chi? Dạy người ta độc ác, dạy người ta hủy bán tam bảo, dạy người ta dẫm lên nhân quả tội phước. Thế thì mình hủy phá niềm tin tam bảo của người ta, thưa các vị, là không biết đọa đến đời kiếp nào nữa. Và cái điều này không phải mình nói ngay bây giờ. A Nan đã từng thấy Diêm Vương một lần đó. A Nan một hôm bạch với Thế Tôn, nó bạch Thế Tôn: "Con rất là kinh ngạc. Trong giấc Diêm Vương con thấy rằng là những người cư sĩ áo lược quần là họ đi lên cái chiếc cầu vồng để thẳng lên thiên giới, trong khi lúc nhúc nằm ở phía dưới bị đọa lạc, đó là phần lớn là các thầy các sư cô. Lý do vì sao Thế Tôn? Xin Ngài dạy cho chúng con biết." Thế Tôn nói là do vì đời sống những người cư gia Phật tử, họ rất ngưỡng mộ sự tu tập, họ đặt niềm tin rất vững chắc trên nhân quả tội phước. Còn các vị tỳ kheo đệ tử của ta xuất gia rồi khinh lờn giáo pháp Như Lai, quỷ bán chánh pháp, dẫm bừa lên nhân quả tội phước và không có trân quý đời sống tu tập, cho nên thọ dụng của thập phương thí chủ không đủ trả nợ người, lại mang cái tội là lừa gạt quỷ bán tam bảo, do vậy cho nên đọa lạc rất là nhiều. Ông nhìn cái điều đó để ông thấy rằng trong tương lai, vào thời mặt pháp thì chư tăng chư ni lâm vào tình trạng như thế. Thưa các vị, đó là những điều mà ngày xưa lúc Thế Tôn tại tiền Ngài đã quyền ký rồi nghe. Thế là gần nhất. Các vị ngồi lắng nghe các thầy ngồi nói chuyện, thì các vị lắng nghe cư sĩ nói, thì các vị có thể chiêm nghiệm được điều này. Người cư sĩ có khi họ phân tập lại, họ nói chuyện thì họ nói cái chi? Nói chuyện tu tập, nói chuyện là giữ khóa tu ở chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia. Còn đa phần người tu chúng ta phân tập lại thì nói cái chi? Thưa các vị, toàn là cái chuyện hướng ngoại, vọng đạo, là cái chuyện vật chất thôi. Nào là anh cất được cái chùa quá lớn rồi, nào là anh bữa nay đi giảng được mấy chỗ, anh đã được cái chức vụ gì trong giáo hội, vân vân. Ta nghe toàn là cái chuyện nó gần với lợi danh nhiều hơn là chuyện tu tập. Dường như là gặp nhau không hỏi chuyện là nay anh tu ra làm sao, anh có thành đạt được, có an trú được trong định trong tuệ gì không, dường như mình không nghe. Ở nguyên tắc rất ngược nghe. Thưa các vị, cư sĩ bên ngoài có khi đời sống họ kiếm được một ngày để tu vô cùng khó khăn. Tại sao vậy? Không có thì giờ. Tiền bill, tiền vọng nó rượt sau lưng, tiền nhà, tiền cửa nó rượt bên cạnh. Rồi, thưa các vị, có khi mất cả 5-70 năm để làm gì? Nuôi con và bao nhiêu ân nghĩa, nào là chuyện xã hội, thưa các vị, nộp tiền thuế thôi. Họ làm và đóng thuế cho chính phủ, họ đã có phước rồi nghe. Toàn bộ đời sống chúng ta, thưa các vị, chạy trên đường phố, uống một cốc nước và đi dạo trên công viên thoáng đãng, thưa các vị, đa phần đều là những mồ hôi của Phật tử người ta đổ vào, của những người không xuất gia. Họ làm tiền thuế, họ đi vào những công trình xã hội. Còn chúng ta, thưa các vị, mình là những người thừa hưởng tất cả những cái điều kiện tiện nghi của đời sống do mồ hôi nước mắt của những người dân bên ngoài trải đất để cho mình đi. Mà mình không tu ra chi?
mình lại lợi dụng cái lớp áo của mình để làm ăn nữa. Mà cái tiếng làm ăn này thì nó xấu, chứ không phải như tiếng làm ăn mà chúng ta dùng đó là giảng kinh, thuyết pháp, dạy người ta tu luôn nha. Làm ăn là làm ăn thiệt. Thế thì thưa các vị, rất là mòn công đức phước điền. Điều này nó rất là chính xác. Do vì người ta thèm khát sự tu vô cùng, cho nên có được một ngày tu vô cùng trân quý. Còn chúng ta, những ngày tháng đầu phát tâm xuất gia thì dường như những ngày đi tu đó cũng vô cùng quý đối với ta. Thế rồi gần chùa gọi Phật bằng anh, tu được 3 năm thọ tỳ kheo xong rồi, ta thấy dường như cái chuyện tu nó rất là nhạt nhòa. Bắt đầu làm cái chi? Bắt đầu yêu sách, để ý, quan tâm đến những cái việc nó không phải là việc của mình cần làm. Kỳ thực là cái việc của mình nó chỉ có một mà thôi. Người xuất gia chỉ có một việc để làm thôi, chứ không có việc thứ hai nghe. Việc chi? Thanh lọc thân tâm thưa các vị. Không có một phút giây rảnh mà nhìn cái chuyện phải quấy thị phi của ai. Không có một phút giây rảnh để cho tâm thức mình nó buồn, nó giận, nó ghét, nó thương, nó ganh tị, nó nhỏ nhoi, nó phiền muộn. Đúng là như vậy. Càng không có một phút giây để giận bất cứ một ai nghe. Tăng hận bất kết túc mà. Giận thì nhiều lắm là một chút xíu thì phải hết. Còn nếu mà giận mà để dành cho tới 15 ngày sau vào cái kỳ thỉnh nguyện đưa lên thưa thỉnh là sai vô cùng. Ngay tức khắc phải sám hối liền khi mình có một lời xúc phạm với bạn hữu của mình nha. Chứ còn không có phải cưu mang trong lòng để ngày đó rồi hè nhau dí lại đó rồi mổ xác người ta. Thưa các vị, nó vô cùng là tệ. Thế cho nên thưa đại chúng, con đường tu đầu tiên là điều này đấy. Thấu ngộ đường đạo trước cái đã. Và cái ngộ cạn nhất, bây giờ đi từ cái cạn. Cạn nhất là ngộ cái chi? Thưa các vị, ngộ vô thường thôi nghe. Chứ đừng có nghĩ rằng ngộ đạo. Tầng thứ nhất, thấu ngộ vô thường. Cái điều mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói nó trở thành một ám ảnh lớn vô cùng. Mỗi lần dẫn đến vô thường mình tự nhiên nhớ rồi. Người ta hỏi chứ, bạch Ngài, trên con đường làm đạo, Ngài đã đi hoằng pháp khắp nơi trên mặt đại địa này. Ngài là một vị lãnh đạo tôn giáo tối tôn hiện tại. Thế rồi trên con đường làm đạo của Ngài vân du đó đây, cái điều gì làm cho Ngài kinh ngạc trên bước đường làm đạo? Ông nói, ồ, có một điều tôi vô cùng kinh ngạc là mọi người đều chết. Thế nhưng mà dường như người ta không nghĩ rằng người ta chết, cho nên đây là điều tôi kinh ngạc nhất thôi, chứ không có điều gì khác. Thưa các vị, người xưa họ dán cái chữ chết trên trán này, tức là chữ tử vào, để làm chi vậy? Để luôn luôn khắc lòng rằng mạng sống này rất mong manh, rất khó giữ. Luôn luôn nhớ rằng cái chết rất tình cờ, nó sẽ rớt xuống đời sống ta bất cứ lúc nào nghe. Và nó vô cùng chắc chắn, tại vì ta không thể tồn tại trên mặt đại địa này dài lâu. Và thưa các vị, sau đấy cũng trong cái truyền thống mật thừa, Ngài Ba Chúc Rinpoche, Ngài có những câu rất là hay. Ngài nói rằng ai cũng mong muốn được ở trong một cái ngôi nhà đầy đủ tiện nghi như bạn. Bạn đã đổ mồ hôi nước mắt, bỏ của bỏ tiền, đã làm trầy vi chắc vẫy để có được cái căn nhà to lớn, rộng rãi, thoáng đãng mà đủ tiện nghi, ai cũng muốn như thế. Thế nhưng mà sớm muộn gì rồi bạn cũng phải trả của cải này lại cho trần thế bạn ra đi thôi. Ai cũng mong muốn rằng được hội họp với người thân yêu, người đó là con của ta, vợ của ta, chồng của ta, bố của ta, mẹ của ta. Thế nhưng mà các vị không thể cộng trú với người thân các vị lâu dài, tại vì các vị rồi sẽ bỏ họ ra đi, hoặc họ sẽ bỏ bạn ra đi. Ai cũng mong muốn được ở trong một cái điều kiện rất là tiện nghi như hoàn cảnh xã hội nơi đất Mỹ này. Yên bình, đời sống được bảo đảm, được tự do nói năng, được tự do hội họp, và luật pháp bảo vệ từng người. Ai cũng thích như thế, nhưng mà không thể như thế được, tại vì sớm muộn rồi bạn cũng rời hành tinh này ra đi. Ai cũng mong muốn rằng cộng trú hoặc là thân cận học tập với một vị thầy giỏi, một vị thầy tuyệt vời, có khả năng tác động vào tâm thức ta,
có đời sống tâm linh đủ sâu sắc, năng lực từ bi bao trùm để nuôi dưỡng ta. Thế nhưng mà không thể duy trì được cái tình trạng này, do vì thầy nào rồi cũng ra đi, hoặc bạn bỏ thầy bạn ra đi, hoặc là thầy bạn bỏ bạn ra đi. Và thưa các vị, có những điều có thể và những điều không thể. Thế nào là có thể? Ta có thể chia tay với người thân, ta không thể ở hoài với người thân. Ta có thể ở nơi đây ngày nay, nhưng mà ngày mai ta có thể rời nơi đây. Ta có thể học với một vị thầy giỏi, hoặc là ta có thể gần gũi những bậc đạo sư rất tuyệt vời. Thế nhưng mà ta sẽ chia tay và không thể gần gũi với vị thầy đó hoài. Và khi các vị thấu đạt được điều này, thưa đại chúng, thì điều thứ nhất nó phát sinh nơi các vị, đó là các vị trân quý đời sống của các vị từng phút giây nhỏ, không có phí phạm. Điều thứ hai, các vị biết rằng cái mạng sống mình nó rất là giới hạn, cho nên 70 năm, 80 năm giữa trần đời, thưa các vị, không nề hà một việc lành nhỏ như cây kim mà không làm, không kinh sợ việc ác nhỏ như cây kim mà làm. Nói một lời tổn thương người, làm một việc gây phiền não bất an cho người, suy nghĩ một điều không lành thiện với người là ác nghiệp rồi, chứ đừng nói gì chi nhiều cả. Thưa các vị, khi người ta thấy được vô thường rồi, người ta trân quý cái đời sống mong manh của người ta, biết ngần nào mà nói, rồi người ta không có bỏ một ngày trôi qua trong phí phạm. Đó là điều thứ nhất, thấu ngộ được vô thường vô cùng cần thiết. Bằng không á, thưa đại chúng, rằng ta để cho đời sống mình nó chìm vào cái sự lãng quên từng ngày rất là tội nghiệp. Một ngày đi qua mất, rồi một tháng đi qua mất, rồi một đời đi qua mất không có xa đâu. 10 năm như một tróc tay. Mình đừng tưởng 10 năm là lâu, không. Nếu 10 năm như một tróc tay thì đời người như một tróc tay nghe. Và chuyện này thưa các vị, lâu lâu các vị vỗ lòng tự hỏi coi là ta đã đến tuổi nào rồi. Bằng không thì mình cứ quên. Và do vậy cho nên cái điều vô cùng căn bản trong nền tảng giáo lý đạo Phật, các vị thấy là ngay tứ đế thì khổ đế đứng đầu rồi. Nó là như vậy. Anh chưa thâm nhập được điều này, chưa quán chiếu được điều này thì không thể đẩy đời sống anh lên được. Anh luyện đời mình vào cái chốn nhà lam tu phất phơ cho vui thôi. Nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, nhiều lắm thì anh vào để kiếm miếng sống qua ngày, rồi làm chi nữa? Dành chút lợi, dành chút danh, dành chút địa vị trong chùa. Tệ hơn nữa là dành chỗ ngồi, tôi thọ giới trước, anh thọ giới sau, vân vân. Rất ư là kỳ cục. Mình dùng cái từ kỳ cục rất là vô cùng nhẹ đó nha. Nếu nói nặng hơn là rất ư là vô minh. Dùng cái từ nặng hơn nữa là rất ư gì? Chưa dám dùng hết cái từ đủ để kinh sợ. Nhưng mà nó là vậy đó. Không thấu ngộ vô thường, thưa các vị, rất là tội nghiệp cho một đời sống của mình. Là ta hình dung rằng mất một hình hài này rồi, bao giờ thì các vị có lại một đời sống nữa? Thưa, chìm mất trong cảnh giới mông lung, không thấy đường về. Ngay nơi đời sống này mình có một cái chút năng lực quán chiếu thì các vị thấy là nó rất ít ỏi. So với thời gian vô cùng, không gian vô tận, các vị thấy là nó chút xíu thôi, như cái ánh chớp lé lên là biến mất. Nhất thiết thánh hiền như điện pháp, Tuệ Trung nói vậy đó. Tất cả bậc hiền thánh như một ánh chớp. Nói các bậc hiền thánh như một ánh chớp thì dường như nó hơi xa. Các vị nhìn coi, ví dụ như sư ông Trúc Lâm, ông có mặt, ông làm đạo, ông dạy dỗ tăng ni. Sự xuất hiện của ông nó rực rỡ như một ánh chớp. Thế rồi có mặt giữa trần đời này bao lâu nữa? Thưa đại chúng, là như ngọn đèn leo lét, chúng ta không biết tắt lúc nào nghe. Nó là như vậy đó. Thế cho nên cái điều đầu tiên vô cùng quan trọng, đừng nghĩ rằng ta còn trẻ, đừng nghĩ rằng ta còn khỏe mạnh. Thưa các vị, cái hạt mầm tật bệnh, hạt mầm ung thư ngay nơi tự thân này ta chưa thăm dò được. Không ai lường được rằng là bước ra khỏi mái hiên chùa ngã cái đuổi chết cũng không ai lường được đâu. Đó là điều đầu tiên. Thấu ngộ điều này nó vô cùng quan trọng. Chưa bước vào cửa này, thưa các vị, mình cứ nhẫn nhơ thôi, mình cứ thả trôi bồng bềnh cuộc đời,
và mình dẫm lên nhân quả tội phước, mình không biết sợ, không biết kinh sợ. Khi mất hình hài rồi thì chìm vô cái cảnh giới mịt mù, không biết chìm tới đâu mà nói. Và cái điều rất là tội nghiệp nữa là có khi là đời sống của một cư sĩ bên ngoài và ham tu, họ vô cùng trân quý từng ngày của đời sống, họ kinh sợ tội phước, họ không dám làm một việc gì sai lầm. Thế nhưng mà rồi xuất gia ít lâu, nhất là đời sống của người có cái duyên lành xuất gia lúc còn bé nghe, có khi trở thành những người họ vô cùng là coi thường nhân quả. Điều này có chứ không phải mình du khống đâu nghe. Họ coi thường thì giờ sống trong đạo, không trân quý từng ngày, rồi họ coi thường nhân quả tội phước. Họ không giống như trong quá khứ họ từng là cư sĩ. Đây là cái lỗi lầm vô cùng lớn. Người ta dùng cái từ ở nhân gian gọi là ở gần chùa gọi Phật bằng anh đó. Điều này nó cũng đúng nhưng không phải là không đâu. Đó là điều thứ nhất. Thưa các vị, khóa tu ở Canada mình vừa về, qua anh đó Phật tử người ta đưa cho mình một sách vậy nè, tài liệu vậy nè. Tố khổ, đời sống thối đọa, mất phẩm chất của người xuất gia. Mình chưa muốn nói tên ở đây để dành nó đi, nhưng mà đọc vô cái mình thấy vô cùng buồn. Lừa gạt ở Việt Nam, rồi qua Mỹ, rồi qua Canada luôn, thì các vị hình dung là tội nghiệp chứ. Và thưa các vị, một mình gây tội, mình đọa mất kiếp thì chuyện đó không đáng nói, nhưng mà tội nghiệp cho nhiều người Phật tử, người ta đến với mình, người ta rất ư là tội nghiệp, vỡ vụn bồ đề tâm hết, không biết nương vào đâu. Và cái tội nghiệp thứ hai thưa các vị là nếu mà cái vị thầy đó mà còn sống thêm 30-40 năm nữa thì cái tình trạng này thưa các vị tác hại nhiều thêm nữa chứ có đơn giản đâu. Thế rồi hôm cái ngày giảng pháp đó, mình không biết, mình nói một vòng rồi mình mới quay lại mình rầy các Phật tử, mình nói các vị nên nhớ cái điều vô cùng cần thiết để làm đối với các vị đó là học thấu đạt chánh pháp, đem chánh pháp vào ngay nơi tự thân hành trì. Các vị đừng bao giờ gần gũi các thầy, hãy có một khoảng cách nhất định đối với các thầy ạ. Nhất là những cư sĩ Phật tử nữ còn trẻ hay là lớn lớn tuổi một chút gì đó, các vị đến với tất cả chùa thì các vị nên mang ông chồng các vị đi, còn không thì phải 3 người 4 người. Đừng bao giờ mời các thầy về nhà tụng kinh, đừng bao giờ gần gũi thân cận các thầy, hãy để các thầy có một khoảng cách rất xa thế này. Và đừng bao giờ tùy thuận vào tất cả những cái nhu cầu của các thầy đòi hỏi về những cái sinh hoạt vật chất như là máy móc hay là mua sắm ngựa xe vân vân. Hãy để cho các thầy sống một đời sống vô cùng là thanh đạo. Đây là các vị thương Phật pháp chứ không phải thương mấy thầy đâu. Đừng nghĩ rằng mình thân cận các thầy, gần gũi các thầy là thương đạo. Các vị nên biết rằng các thầy vẫn còn là phàm tăng nghe, chưa có ông nào là thánh tăng giữa cuộc đời này cả. Cái khả năng của họ, cái sức của họ có thể đi ngang qua được 100.000 đồng, thế nhưng mà 101.000 thì coi chừng nó nặng rồi đó, có thể mất phẩm chất như chơi. Các thầy có thể chịu được người con gái bình thường, tức là có thể vượt ngang qua được cái thử thách của sắc dục với cái điều kiện là cô gái đó soàn xỉn thôi, nhưng nếu người đó là một giai nhân thì đừng có hòng. Nếu người con gái đó có sắc mà có tài nữa thì thưa các vị là càng khó nữa. Cho nên các vị nên nhớ, đây là cái lời của mình dạy nó vô cùng chắc như đinh, là các vị kính Tam Bảo bao nhiêu thì các vị càng nên giữ một khoảng cách rất xa đối với các thầy. Và tất cả cư sĩ nữ đều vô cùng cần thiết là các vị nên gần gũi các sư cô mà đừng bao giờ gần các thầy. Các vị đến học đạo nơi các sư cô ấy, thì tốt nhất để cho các ông gần gũi các thầy. Và người ta càng có khoảng cách với các thầy bao nhiêu thì càng có cái niềm kính trọng Tam Bảo lớn bấy nhiêu. Và thưa các vị, không phải là tự dưng mình nói điều này, mà do vì nó xảy ra rất là nhiều cái tình trạng phức tạp, cho nên mình dạy các Phật tử Canada dạy những điều như vậy trong một buổi dạy ở chùa Tích Lan. Thưa các vị, trở lại vấn đề của chúng ta, không thôi mình nói cái chuyện bâng quơ nó không dính chi bài học. Chuyện chúng ta thưa các vị, vấn đề này nó vô cùng quan trọng nhé.
Nó là nền tảng của Bồ Đề Tâm, nó là nền tảng của con đường thấu ngộ được đạo ạ. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Tầng thứ nhất, thấu ngộ vô thường. Điều thứ hai, thưa các vị, cần phải quán chiếu sự sinh diệt các pháp. Cái từ mọi pháp này, thưa các vị, nó hàm nghĩa rất rộng nha. Các pháp là cái chi? Tất cả những cái đối tượng nhận biết trước mắt các vị được gọi là các pháp. Dùng cái từ dễ hiểu là vậy. Đối tượng thô, người ta định nghĩa nó là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh, vật giải, vân vân. Nhưng mà cái từ đó nó nặng nề lắm. Bây giờ mình dùng cái từ gọn đó là tất cả những đối tượng mà các vị thấy, các vị nghe, các vị suy nghĩ được đều là các pháp. Dễ hiểu không? Đối diện trước mắt ta, tất cả những cái gì nó hiện ra có màu sắc, có hình khối, dù là cái loại đối tượng đó nó mỏng manh, nó có mặt và nó biến mất rất nhanh như một mảnh mây cũng được gọi là một pháp. Rồi một cánh chim bay ngang qua cũng là một pháp. Tức là nó có mặt rất là ngắn, trong một chu kỳ của thời gian rất ngắn là một, nó bé, rất bé là hai như hạt bụi, và nó lớn như hành tinh, và nó rộng như ngàn vạn dãy thiên hà, vân vân. Thưa các vị, nó đều là đối tượng bị các vị nhận biết thì gọi nó là các pháp. Thì hai cái chiều hướng này, thưa các vị, một đó là các pháp thô, hai là tinh tế. Nó đều đi vào cái chiều hướng sinh diệt vô thường. Và người ta chia ra cái tình trạng sinh diệt này nó là hai phần nha. Một đó là gì? Một là sát na vô thường. Tôi nghĩ chắc các vị đã quen cái từ này đó ha. Một nè, hai nè, là nhất kỳ. Sát na là gì? Tức là nó liên tục, mình thấy chừng như nó không đổi thay chi, nhưng mà do vì cái tính liên tục của nó rất là mịn cho nên mình không biết nó là vô thường. Như cái đèn cầy đốt lên, mình thấy nó cháy từ đầu hôm cho tới sáng, dường như nó không đổi thay chi cả, nó chỉ là ngọn đèn thôi. Nhưng mà ai biết đâu rằng ngọn đèn nó tồn tại là lửa nó luôn đi lên, tức là nó luôn sinh diệt nối nhau cho nó chưa hề là dừng lại, nó không bao giờ đứng yên. Và nếu không có từng cái tia lửa bốc lên và biến mất thì không có cái ngọn đèn nó duy trì được từ đầu hôm tới sáng. Đó là cái ví dụ bên ngoài về ngọn đèn, xa hơn ngọn đèn. Thưa các vị, là mặt trời chúng ta tưởng nó là một định tinh, nó nguyên như vậy, nó không hề đổi thay hay là thêm bớt, hay là nhiều hay ít gì cả, nhưng mà kỳ thực nó như một cái chảo dầu vậy nè. Hình dung cho nó dễ, tức là ta chiên khoai tây, bất thần nó bị phực lên, nó cháy. Thì cái mặt trời nó là cái dạng như thế, thưa các vị, nó là một trái cầu lửa, nó luôn cháy, chứ chưa bao giờ là một định tinh. Thế thì mặt trời nó tồn tại vậy thì gọi là sát na vô thường. Nó luôn sinh diệt, luôn biến động. Thế nào là nhất kỳ vô thường? Nó cháy tới 10 triệu năm ánh sáng. Ủa, 10 triệu năm theo cái chu kỳ hành tinh này, thưa các vị, thì nó cạn hết cái nguồn nhiên liệu, rồi nó tắt lại, nó thành ra một hành tinh chết. Cho nên thì người ta gọi đó là nhất kỳ vô thường. Từ cái ví dụ đó, trở lại hình hài của các vị cũng vậy. Hay là một cái ngọn đèn cầy cũng vậy. Mình đốt nó từ đầu hôm tới sáng thì tưởng chừng nó yên nguyên, nhưng mà kỳ thực là sáp đèn nó chảy liên tục chưa bao giờ dừng, ngọn lửa nó bốc lên liên tục chưa bao giờ dừng, thì gọi đó là sát na vô thường. Tức là cây đèn đang sống cũng là cây đèn đang chết. Nhất kỳ vô thường là tới sáng là sáp cũng không còn, tim không còn, cho nên nó tắt ngấm mất tiêu, thì ta gọi là nhất kỳ vô thường. Là cái này cũng vậy, thưa các vị. Nó đứng, nó đi, nó nói, nó cười, nó nguyên thiên đủ chuyện, nó tự hào rằng bản ngã thế nọ thế kia vân vân, thì ta gọi đó là sát na vô thường. Thấy chừng cho nó nguyên vẹn đó, nhưng mà ai biết rằng là thở vào thở ra là chết mất một hơi thở, máu đi vào đi ra, vận hành vào tim và đi ra là chết một lần. Tức là từng sát na cơ thể này nó luôn chết và nó luôn tái tạo, luôn sống lại, thì gọi đó là sát na vô thường. Thế rồi ngã cái đuổi ra không còn thở nữa, người ta đưa vô lò thiêu, thì gọi là nhất kỳ vô thường. Là từ cái chữ vô thường này trở lại, các pháp nó là đối tượng nhận biết
Mình nhận ra được cái tính sinh diệt của nó từng sát na một đối với mọi pháp trước mắt mình, gọi đó là thấu đạt lý vô thường. Mặt trời, hành tinh, con người. Thưa các vị, có những cái thô và những cái tế nó đều đi vào cái chiều hướng này, không có một pháp nào đối diện trước mắt các vị, hoặc là các vị ngửi được, hoặc là các vị nghe được. Ví dụ đó là tiếng nói đi, đó là mùi hương đi, đó là những cái loại vị ngon đi vào lưỡi các vị. Thưa các vị, tất cả đều đi theo cái chu kỳ pháp thô hay pháp tế gì, nó đều là đối tượng bị biết thì nó đều sinh diệt vô thường hết. Thế rồi, thưa các vị, nhìn bên ngoài nhận biết vô thường để làm chi? Để làm chi? Không chấp trước, không bám víu, không cố chấp nghe. Thông thường cái tâm thức của chúng ta rất là nặng nề cố chấp. Ta nghĩ rằng mọi pháp, tức là mọi đối tượng ta tiếp xúc đều bất biến, đều không đổi thay. Cái người hôm qua là người vô cùng khó ưa, hôm nay ta gặp lại ta thấy chừng như họ cũng khó ưa, thế thì sai. Tại vì đời sống sinh lý của họ, tức là cơ thể họ, sự đổi thay nó chưa bao giờ dừng. Rồi tâm thức của họ, buồn vui của họ, giận ghét của họ, ý nghĩ của họ, thưa các vị, nó chảy như một dòng nước chưa bao giờ dừng. Thế mà tâm thức ta thì không nhìn ra được điều này. Cho nên ta thấy con người kia như vậy là như vậy. 10 năm sau mình gặp lại, mình cũng nghĩ họ như vậy là như vậy, thế thì vô cùng sai. Và thưa các vị, chúng ta đều như nhau. Ta có ấn tượng về một người nào, thế thì cái hình ảnh của người kia, cái ấn tượng của người kia rớt vào tâm thức ta, có khi 50 năm không đổi thay nghe. Nó là như vậy. Và mình đừng nghĩ rằng mình tu, mình học giáo lý sâu xa, học văn học bát nhã, hoa nghiêm, niết bàn rồi mình có thể đổi thay được cái tập quán này. Thưa các vị cũng khóc. Các vị thương ai thì thương cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tông chi họ hàng người ta, chứ không có đơn giản lấy cái điều đó ra được đâu. Bao giờ mình thấu ngộ được đạo, đi ngang qua cái cửa quán chiếu được cái sự sinh diệt của các pháp, nó luôn trôi miệt mài, chưa bao giờ dừng. Và luôn in cái điều này, nó trở thành cái quán tính của ta, trở thành cái tập khí mới của ta, thì các vị mới có thể bình yên được giữa cuộc đời. Bằng không thì các vị luôn nhìn mọi người bằng quá khứ của các vị đã ấn tượng về họ thôi. Ta luôn đem cái ấn tượng của ta có về người kia chụp mũ họ, chứ ta chưa bao giờ nhìn ra cái diện mạo của họ như họ đang đối diện thực sự trước mắt ta. Cho nên cái điều thứ hai, thưa các vị, xin quán chiếu về sự sinh diệt của các pháp. Nó cuồn cuộn, nó chảy rất là nhanh. Và Đức Thế Tôn gọi cái từ là, gọi cái từ rất là hay là chi? Cái từ là bọc lưu, thưa các vị. Chảy như nước dốc. Mình hình dung rằng cái ngọn suối từ ở trên đỉnh cao á, mà nó chảy xuống thì cái sức mạnh của ngọn suối kia không có thần linh nào kéo được ngược lại hết á. Nó đổ xuống nghe, không có thần linh nào kéo được. Nó mạnh như vậy, thì cái sức mạnh vô thường nó là một loại bọc lưu. Đó là mình đi vào cái tầng thứ nhất là quán chiếu về các pháp thô. Tầng thứ nhất là thô nghe. Thứ hai, tinh tế. Các vị mà học truyền thống thiền tứ niệm xứ, đi vào thiền minh sát tuệ, thì các sư dạy cái điều này nó vô cùng kỹ. Chúng ta học Phật dường như chưa có đi ngang qua cái tầng căn bản của truyền thống Nam truyền dạy về những điều này, cho nên mình chưa nhận ra trong một hơi thở vậy nó có nhiều tầng về cảm thọ vô thường. Trong một cái buồn, cái giận, thưa các vị, nó đi ngang qua rất ư là vô thường mà mình chưa nhận ra. Thế thì cái tầng thô, thưa các vị, là cái tầng ta có thể dùng năng lực tâm thức tư duy về nó. Và đôi khi mình mới tu, mình cứ nghĩ rằng là tư duy đó là vọng thức, nhưng mà thưa các vị, chưa đi vào cái tầng tư tuệ thì chúng ta cũng chưa có thể thâm đạt được cái phần tu tuệ nghe. Văn tuệ còn chưa có, rồi tư tuệ mình vẫn chưa mày mò đi vô. Thế thì cái sự tu tuệ của ta, tu tập để có được năng lực tuệ giác, dường như cái điều này nó khó phát sinh chứ không đơn giản. Mình nghĩ rằng là những cái nghĩ suy của mình đó là một loại vọng thức, mình cố loại trừ, thưa các vị. Có khi mình hiểu lầm lời của Đức Phật dạy. Cái bước vô cùng căn bản là văn tư tu mình còn chưa đi ngang qua.
Trong cái đầu mình, thưa các vị, có khi nó đặt sệt như một cục đất sét. Mắt chân ngồi thiền, có khi mình chìm trong trong vô ký là một, trong hôn trầm là hai. Chưa có một cái sự tác ý như lý, tức là chưa có khả năng khởi quán chiếu về các pháp sinh diệt vô thường phần thô. Càng không nhận ra được những cái chiều vô cùng tinh tế của tâm thức mình, nó luôn sinh diệt, mình chưa nhận ra nữa. Mà mình nói rằng là tôi không dám khởi suy nghĩ, khởi quán chiếu vì sợ vọng thức, thế thì nó vô cùng sai lầm. Mình không thể phát triển được cái tầng tư tuệ. Cho nên cái điều thứ hai, thưa các vị, cần cái năng lực quán chiếu của các vị để nhận diện cái phần mình vô cùng cái tâm thức, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn, những tầng này mà mình còn chưa thấy đặc tính vô thường của nó, thì mình không thể đi vào cái tầng sâu để thấy cái bất sinh bất diệt ngay cái vô thường. Thế nào là quán chiếu để thấy cái tầng tinh tế của các pháp sinh diệt bên trong các vị? Sắc đó là phần thô nha, còn bốn phần còn lại là chi? Thọ, tưởng, hành, thức. Ngay tầng thọ thôi, thưa đại chúng, là mình đi vô một tầng quán chiếu sự sinh diệt thôi, thì các vị đã có thể làm được một việc, đó là thể hội đạo rồi, cái ngộ rồi, cũng gọi là kiến tánh rồi nữa, thấy được cái tánh bất sinh diệt rồi nữa, chứ không phải là cái gì nó khó khăn ghê gớm, cần phải ngồi rách bảy cái bồ đòn rồi mới ngộ đạo chứ không. Đi vào cái tầng văn tuệ, tư tuệ thôi là các vị đã nhận ra cái phần này rồi nghe. Mình đừng tưởng là chỉ duy nhất có một con đường của thiền tông. Con đường giáo tông, tức là con đường của người ta học vào kinh văn và tư duy chín chắn thì ngộ đạo. Mình giải thích thêm cái phần này. Ví dụ, mình chưa từng học vô kinh điển của Đức Phật, và nhất là cái bộ môn vi diệu pháp của truyền thống Nam truyền, mình chưa từng đi vô. Thưa các vị, mình cứ thấy là đây là cái buồn, đây là cái giận, mình gom một cục, đây là buồn, đây là giận, thậm chí mình không còn định danh được đây là buồn, đây là giận nữa. Cái trạng thái đó nó vừa có mặt, thì mình liền đồng nhất mình là nó, mình thấy tôi là cái giận, tôi là cái buồn, tôi là nỗi bất an. Trong khi cái truyền thống của giáo học, cái từ này quen chứ hả? Người ta chia ra giáo và thiền đó, thiền, giáo. Cái truyền thống giáo học bắt mình làm những việc vô cùng đơn giản, là khi có cái buồn, khi có cái giận, anh vui lòng là không trấn ngự, không loại trừ, không đè bẹp, không trốn chạy. Anh đối diện thực sự với nó bằng cách là anh hãy nhận biết đây là cái giận của anh, và không làm gì cả, chỉ làm một việc vô cùng đơn giản là nhận diện sự có mặt của nó, chiêm nghiệm đó, hay là chiêm ngưỡng đó. Mình hình dung cái chuyện chiêm ngưỡng nó là thế này. Ví dụ như các vị nhìn một bông hoa, các vị nói đây là một bông hoa đẹp, thì chuyện gì phát sinh? Chấm dứt cái trạng thái chú ý của các vị đối với một bông hoa. Các vị không còn đặt hết tâm của các vị, dùng cái năng lực tâm nhận biết vô niệm của các vị đặt vào cái đối tượng là bông hoa để chiêm ngưỡng đó. Các vị phê phán đó, này đẹp, này xấu, nó tên gì, qua một tràng ý thức rồi các vị liền để tâm thế các vị chạy vào một đối tượng khác. Thế thì chiêm nghiệm, chiêm ngưỡng nó hàm có nghĩa là đem cái tâm nhận biết của các vị đặt ngay cái đối tượng đó, nhìn nó bằng một cái sự nhận biết rạng ngời, tỏa sáng. Và ta làm điều này với cái dẫn của ta thì cái chuyện gì nảy sinh? Điều thứ nhất, mình nhận ra rất rõ rằng là cái trạng thái giận này nó không phải là một khối, mà nó là chi? Nó là từng ý niệm rất nhỏ gom lại đốt cháy để cho cái giận nó bừng bừng như cái ngọn đèn. Ngọn đèn cháy như thế nào thì cái giận của các vị nó như thế ấy. Tức là nó có một cái nguồn năng lực từ bên trong tâm thức của các vị cháy vô, để nó làm cho cái giận có được một cái dạng thể nhất định như vậy.
Nhưng mà nếu mình chăm chú nhìn cho tỏ tường, thưa quý vị, cái giận nó bốc lên cao, rồi nó dịu xuống, rồi nó lắng đi, lần lần nó biến mất. Cho nên không phải là một trạng thái y như lúc nó xuất hiện. Và khi mình có đủ năng lực chánh niệm, tức là đủ năng lực tỉnh tại để nhận diện đây là cái giận, một phút, hai phút như thế, thì cái chuyện phát sinh vô cùng đơn giản, đó là khi các vị chú ý đến đó, dùng năng lực nhận biết nhìn đó, thì cái dòng năng lượng các vị nó không có chảy vào cái giận, mà nó lại chảy vào cái phần tâm nhận biết. Do vậy cho nên nó bị cắt mất cái nguồn xăng dầu cung cấp cho nó, cho nên cái giận tự nhiên nó tắt rất là nhanh và nó biến mất như khói tan vào không gian mênh mông. Đó là tác dụng thứ nhất. Tác dụng thứ hai, khi các vị đặt nó phía trước và các vị là người nhìn, thì các vị sẽ thể ngộ ra một điều, nó là cái bị nhìn, nó là cái bên ngoài, nó không phải là các vị. Các vị đích thực là người thấy, chứ các vị không phải là cái bị thấy. Thì ngay lúc này, ngay trạng thái này, thì các vị người ta liền thể ngộ ra cái bị thấy thì vô thường, thì sinh diệt, thì đến đi, thì mất còn. Còn cái thấy, tức là cái nhận biết, thì vốn là rỗng lặng, tịch nhiên, hiện tiền, vô niệm, vô sinh, bất diệt. Không có tên để gọi, không có hình tướng để ta hình dung. Và nó là cái dạng trí nó nhã tuyệt vời, năng lực của nó mà vừa có thì mọi thứ sinh diệt của phiền não bất an liền bị đốt cháy. Thế thì thưa các vị, ngay cái phần tinh tế của cảm thọ thôi, mà nếu có tu tập, nếu học đàng hoàng đi vô và có một chút quán chiếu, thì các vị đã có thể làm được điều này rồi. Thấy tánh rồi đây, thể ngộ đạo rồi đây. Thấy tánh nó không có hàm nghĩa là nhìn ra bên trời để thấy cái gì ở ngoài, quay quay sáng sáng ở ngoài, mà thấy tánh nghĩa là nhận ra ngay cái trạng thái tâm sinh diệt, ngay cái phiền não bất an của các vị. Thì cái nhận biết của các vị thì nó vốn là không sinh không diệt, thì gọi là kiến tánh. Nhận ra cái thể không sinh không diệt của tự tâm các vị, gọi đó là ngộ đạo. Đừng tưởng ngộ đạo là cái chuyện gì nó xa vời và phải tu mất 10 năm 20 năm, thưa không. Nếu phải mất 10 năm 20 năm, thế thì Đức Thế Tôn ngày xưa trong một thời pháp, người ta không thể mở được con mắt chánh pháp, người ta không thể thấu ngộ được quả tu đà hoàng đâu. Còn đằng này, thưa các vị, hàng hàng lớp lớp những người cư sĩ chưa từng biết đạo là gì, chưa từng ăn chay một ngày, nhưng mà nghe Đức Thế Tôn nói một câu thôi, ngũ uẩn vô ngã, thì người ta liền thấu ngộ được điều này. Thế thì thưa đại chúng, ta lấy đi được cái chi nơi chúng ta, mặc cảm nơi chúng ta nghe. Và ta cũng có thể an trú nơi cách quán chiếu và hành trì này để có thể đi vào thiền tập vô cùng đơn giản. Đó là quán chiếu sự sinh diệt của hai tầng thô và mịn thôi, thì các vị đã có thể đi vào con đường thể ngộ rồi, tức là con đường kiến tánh ở đây. Thế là tầng thứ ba thể ngộ nữa, tầng này mới quan trọng hơn. Tầng C thể hội cái bất sinh diệt ngay nơi sinh diệt. Ngay nơi sinh diệt có cái không sinh diệt, ngay nơi sắc có cái không, ngay nơi phiền não có bồ đề. Và dường như cả 1000 câu trong văn học Phật giáo Đại Thừa đều chỉ chỗ này cả. Nếu mà các vị không thấu được chỗ này, thì tôi đố các vị có thể giải thích được bài kinh Bát Nhã, bài kinh mà thiên hạ ai cũng thuộc lào và ai cũng tụng nháo như cháo chảy. Nhưng mà thưa các vị, phiền não tức bồ đề, làm sao giải thích được? Làm sao ngay phiền não là bồ đề? Người ta chỉ giải thích được là đoạn trừ phiền não từ từ rồi hiển lộ được Phật tánh sáng chói. Nhưng mà thưa các vị, như thế thì người ta dùng cái chữ tức làm chi? Tức là ngay bây giờ, ngay tại đây, tức khắc nó chuyển biến liền, không có một phút giây gì xê dịch cả. Và cái điều này ta chỉ có thể dùng cái lăng kính của nhà thiền nhìn thì mới thấu đạt được thôi, chứ không có con đường khác, thưa các vị. Thế nào là dùng lăng kính của nhà thiền để thấy ngay sắc là không? Đơn giản vô cùng, sắc thô, sắc mịn gì, ngay nơi sắc, anh thấy cái sắc, thì cái sắc là cái bị thấy, cái thấy là không. Mà cái thấy là không, tức là tự tánh Bát Nhã vốn là vô sinh bất diệt. Ngay nơi phiền não, đang bời bời, đang cuồn cuộn nổi trong anh,
Anh liền là người đang thấy, phiền não là cái đối tượng bị thấy. Thế thì liền thứ khác, anh dính chi với phiền não đâu? Cái thấy không phải là cái bị thấy, có phải vậy không? Cái nhận biết không phải là cái bị biết bao giờ, thưa các vị. Và chưa cần đi vô văn học Phật giáo Đại Thừa làm chi, văn học A Hàm thôi là điều này đã sáng bừng rồi, thưa các vị. Từ những bài kinh Đức Thế Tôn dạy như thở vào tôi biết, thở vào thở ra, biết thở ra, cho tới lúc là tôi biết toàn thân tôi đã an lạc, vân vân, cho tới bài kinh như tiếng gầm của sư tử, nó là bài có pháp môn nào, thì các vị thấy là Đức Thế Tôn diễn dịch cho một câu ngắn thôi, thì ta có thể an trú ngay nơi đây để hành đạo cả một đời. Khi có tham sân si thì biết có tham sân si, khi không tham sân si thì biết không tham sân si. Tức là có tham, có sân, có si, không tham, không sân, không si gì cũng có cái biết. Và câu này thưa các vị, trong kinh Kim Cang thì bảo rằng ưng vô sở trụ mà nhi sanh kỳ tâm, không trụ sắc thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, trụ chỗ vô trụ sinh tâm. Và Đại Thừa Khởi Tín Luận hay là kinh Viên Giác thì bảo rằng niệm viên giác tánh, phải không? Tự thể nhận biết chói sáng của các vị vốn là thể đương niệm hiện tiền, đương tri hiện tiền, tuệ chiếu hiện tiền, tuệ giác hiện tiền. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi đứng nói năng vân vân đều không lúc nào rời được cái năng lực nhận biết của các vị cả. Từng cái vui, từng cái buồn, từng cái phiền não bất an của các vị, thưa đại chúng, là chưa bao giờ rời cái vùng trời nhận biết. Tại vì nếu không có cái biết đi kèm thì không làm thế nào mời nó từ xa chạy về để nó thấy đây là buồn, đây là giận, đây là bất an, đây là lo âu được cả. Ta quên thì chừng như ta chìm vô phiền não, nhưng chợt nhớ thì liền tức khắc đây là phiền não, ta là người đang thấy cái phiền não, thì phiền não tức bồ đề liền. Nó phải như vậy thôi. Thấy phiền não thì anh là người thấy, phiền não là trạng thái tâm hành bị thấy, là cảm thọ đang sinh đang diệt trong anh. Còn cái thấy của anh đích thực là không sinh không diệt. Thế thì thưa đại chúng, hãy thể hội ngay cái điều này, ngay sinh diệt nhận lấy. Và nếu các vị còn nhớ một đoạn nhân duyên của Ngài Lục Tổ Huệ Năng trắc nghiệm quyền giác, thì các vị nhớ ra đoạn này có phải vậy không? Đến gặp Lục Tổ Huệ Năng, chống gậy đi quanh một vòng vậy. Lục Tổ nói này: phàm là sa môn phải đủ 3000 quan nghi, 8 muôn tế hạnh, nhân giả là người phương nào tới đây mà thiếu lễ độ vậy? Quyền giác nói: vô thường tấn tốc. Đại khái là cái việc sinh tử nó đuổi sau lưng, vô thường nhanh vô cùng, cho nên không có thì giờ làm lễ. Tổ hạng câu là: vì sao không ngay cái chỗ vô thường nhận ra cái thường, ngay cái sinh diệt nhận ra cái bất sinh diệt? Và Ngài Quyền Giác, Ngài trả lời câu là: thể vốn vô sinh, là gì đó nữa. Cái câu rất là hay trong cái đoạn ngữ cứu của Ngài Quyền Giác, các vị đọc lại: thể vốn vô sinh. Đầu tiên ông đến Lục Tổ, đi quanh tổ 3 vòng, vọng tích trượng đứng. Tổ nói: phàm là đại sa môn thì phải đủ 3000 quan nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức từ phương nào mà đến, mà đại ngã mạng. Ông nói: sinh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Tức là việc sinh tử rất là lớn, vô thường nó mau lắm, không có thì giờ đâu mà làm cái chuyện lễ nghi. Hà bất thể thủ vô sinh, liễu vô tốc hồ. Sao không có nhận ra cái vô sinh và thấu đà cái chỗ không mau chậm? Mấy cái câu này nó rất là hay, mình ghi ra đây giải thích để cho các vị thể hội cái bất sinh diệt. Đó là câu Lục Tổ. Quyền Giác hạ một câu liền: thể tức vô sinh, liễu bổn vô tốc. Ngay câu này thì Tổ ứng chứng liền: như thị như thị, như thị như thị. Đây là cái câu khai thị của Tổ, đây là cái câu trả lời của Quyền Giác nha, đây là cái câu của Lục Tổ. Thưa các vị, ta nhớ rằng là Ngài Quyền Giác không phải học với Lục Tổ rồi mới ngộ đạo nghe. Và ông sáng được tâm, thấy được đạo từ cái con đường đọc kinh thôi nghe.
đọc kinh Di Ma Cật không ngộ được điều này. Và đệ tử Lục Tổ Huệ Năng có một ông cũng lang thang, đó là ngài Quyền Sách, gặp ngài Quyền Giác ở phương Bắc, và qua những cái câu đối đáp rồi mới nhận ra đây là hàng long tượng trong chốn Già La. Hỏi chứ thầy sáng đạo từ ai? Quyền Giác nói: tôi chưa có thầy, nhân đọc kinh Di Ma Cật và kinh Phương Đẳng mà ngộ được bản tâm không sinh bất diệt có chính đâu thôi. Thế rồi ngài Quyền Sách ngài mới mời: hiện tại phương Nam có Lục Tổ Huệ Năng đang mở đạo tràng giáo hóa, xin ngài hãy về đó để nhờ tổ ấn chứng. Thưa các vị, cái đoạn nhân duyên này nó cho chúng ta nhiều cái sự suy nghĩ về vấn đề này nghe. Ta hình dung rằng là nếu Quyền Giác không về với Lục Tổ Huệ Năng ấn chứng thì ông có thể thành đạt được sự giác ngộ không? Hiên ngang lừng lững, không ấn chứng thì ta cũng thế, mà ấn chứng thì ta cũng thế. Thế nhưng mà về ấn chứng thì làm chi? Nói như cũ là chính thức quá là một. Đồng thời, cái nguyên tắc của Phật giáo, thưa các vị, có một vị thầy sáng đạo, một bậc đạo sư, thì thường thường chúng ta muốn tôn vinh chánh pháp, muốn làm cho ánh sáng của Phật pháp nó chói chang hơn, để làm cái chỗ nương cho thập phương Phật tử tín đồ nương về, cho nên ta cần đến một vị thầy để làm cho đạo tràng nó hưng thịnh hơn, để cho ánh sáng của vị tổ nó sáng hơn thôi. Tức là cái sự có mặt của ngài Quyền Giác làm cho cái đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng tự nhiên nó trở thành nổi bật. Chỉ vậy thôi. Vì lòng từ bi, vì thương đạo, vì trách nhiệm với gia tài thánh giáo Như Lai, cho nên đến quỳ trước tổ để gọi là nhờ tổ ấn chứng. Nhưng mà kỳ thực ấn chứng hay là không ấn chứng gì thì cái trình độ giác ngộ người ta đã có. Nhưng mà đối với người tu, thưa các vị, không hề có sự ngã mạn, không thấy rằng là ta không cần thầy, thế không? Và trong luật Bồ Tát, các vị còn nhớ 10 giới trọng 48 giới khinh của Bồ Tát đó, nếu có đạo tràng chánh pháp, nếu có đạo tràng giảng dạy kinh điển đại thừa mà những người thọ Bồ Tát giới không tới học là phạm giới. Nguyên tắc là như vậy đó. Nếu có một bậc thầy ngộ đạo đang mở đạo tràng hoằng pháp độ sinh, ta là người tuy đã thấy đạo rồi, nhưng mà nếu không đến với đạo tràng kia để làm cho đạo tràng nó hưng thịnh, ánh sáng chánh pháp chói lòa, thì ta cũng thiếu trách nhiệm với gia tài tuệ giác của Như Lai. Do vậy cho nên ngài Quyền Giác ngài về với Lục Tổ, chứ còn không phải là có Lục Tổ ông mới ngộ đạo. Thưa các vị, đã ngộ đạo rồi, cho nên lần đầu tiên về thì chuyện phát sinh đó là không buồn dùng một cái nghi trượng lễ lại như bình thường, đi quanh một vòng và chống gậy đứng trước mặt hiên ngang nhìn tổ của ông này có khả năng là thấu đạt được đạo lý hay không, xứng là thầy mình hay không. Và sau khi tổ quở thì ông mới nói một câu là: sinh tử sự đại vô thường tấn tốc, tức là chuyện sinh tử lớn vô thường nó nhanh vô cùng. Những cái nghi lễ thường như là 8.000 quan nghi, 4 muôn tế hạnh vân vân, nó không phải là cái việc đối với cái người nhiệt tình cầu đạo. Đối với người muốn liễu thoát tử sinh thì thưa các vị, vấn đề đó như lửa cháy trên đầu, không có cần thiết phải làm cái chuyện lễ mễ làm cái chi. Và kỳ thực nếu không phải một bậc thầy lỗi lạc như Lục Tổ thì cũng không chấp nhận được những con người như thế này. Giản dị một điều, ví dụ như mình lỡ làm ông trụ trì đi, thiên hạ tới đều cúc cung lãnh lễ, cả chúng 500 người mình phán một lệnh thì họ đều nghe. Thế rồi có một anh chàng, anh xuất gia, anh mới giờ đầu hôm sớm mai thôi, anh gân cổ anh cãi với mình, anh nói là cái chuyện này không hợp lý, chuyện kia không hợp lý, trụ trì làm chi? Ông trị đầu cho mà mất mặt chứ không phải là chuyện đùa đâu nghe. Thưa các vị, tại vì cái tập khí của người lớn, cái tập khí của những người lãnh đạo, nó dễ phát sinh cái tính độc tài vô cùng nghe. Dường như cái điều này nó có mặt sẵn trong tâm thức ta. Và chỉ có những bậc thầy vô cùng lỗi lạc, có năng lực tuệ giác là một, thông minh là hai, và tài cao là ba, đức hạnh dày là bốn, mới có thể chấp nhận được những người ngỗ nghịch và chấp nhận được những cái ý kiến trái chiều đối với đại chúng. Bằng không thì phải một bề ngang bằng sổ thẳng, răm rắp nghe lời, chứ không có một anh nào có quyền cãi lại vị thầy được cả. Nhất là vị thầy đó là vị lãnh đạo trong môn Già La. Nguyên tắc là như vậy.
Chỉ có những người như Lục Tổ thì chấp nhận được anh chàng đi một vòng chống gậy trợn mắt ngó mình thôi, và phán một câu và tổ hạ này: hà bất thể thủ vô sinh, liễu vô tóc hồ. Đạo lý chói sáng liền, chứ không có vì cái chuyện là hắn trịch thượng vậy rồi mình không dạy đạo lý, không có chỉ thẳng chỗ tâm yếu. Ngay câu đầu là đem hết ruột gan ra trao liền, các vị thấy sao không? Ngay cái vô thường nhận ra cái vô sinh. Sao không có thể hội? Là ngay cái thời gian nó đi qua vùng vụt đó, nhận ra cái nó không đi không đến. Hàm chỉ cái chi thôi các vị. Ngay cái tâm sinh diệt của các vị khéo thì các vị liền là người thấy. Buồn giận ghét thương là các vị thấy. Tầng thứ hai, thưa đại chúng, là cái chuyện thấy cùng không thấy đó không phải là mau với chậm, không phải mất thì giờ tu 10 năm 20 năm, và không phải mình chìm trong vô minh một đời rồi tới chừng mà mình ngộ ra thì phải mất tới 10 năm mình mới có thể từ từ làm được việc là đây là cái buồn, tôi là người thấy cái buồn. Không hề có chuyện đó. Liền bật sáng ngay nơi đây, buồn là đối tượng bị thấy, tôi là người thấy. Khéo thì các vị liền nhận ra cái thấy vốn là tự thể vô sinh, vốn không có mau chậm gì cả, nó bừng sáng ngay hiện tiền thôi. Thế thì ngay câu đầu Lục Tổ đã trao gan ruột mình cho Quyền Giác. Thế rồi Quyền Giác xác định lại: thể tức vô sinh, liễu tức vô tóc. Đúng vậy, đúng vậy. Thể nó vốn là vô sinh. Cái cảm thọ buồn giận ghét thương nó vốn là sinh diệt, nhưng mà cái thấy buồn giận ghét thương vốn là chưa từng sinh chưa từng diệt. Và nhận ra được điều này thì trong một đường tơ kẻ tóc như một tróc tai thì liền tức khắc nghiễm nhiên đứng ở bờ niết bàn, gọi là liễu tức vô sinh là như vậy. Thấu đạt rồi thì nó không còn mau và chậm gì ở nơi đây nữa cả, triệt tiêu hết thời gian và không gian. Thì thưa các vị, cái câu thứ ba tổ xác định như thị như thị là chi? Đúng thế, đúng thế. Nó hàm nghĩa là cái liễu ngộ của ông, cái thấu đạt của ông, nó tương ứng với tâm thức của ta, với điều sở ngộ của ta, với công phu tu hành không những của riêng ta mà của thập phương chư vị tổ sư trong quá khứ, thậm chí mười phương ba đời chư Như Lai cũng ngộ một chỗ này nghe. Như thị nó hàm nghĩa vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Hay là như vậy, như vậy. Đích thị nó như vậy đó. Thế là từ cái đoạn như này trở lại. Thưa các vị, mình không thể nhìn ra bên ngoài, nhìn hàng xóm láng giềng hay nhìn bất cứ cái điều chi để thể ngộ được tự thể tâm bất động của các vị. Các vị chỉ có khả năng là ngay phiền não của chính mình nhận ra cái thể tâm vô sinh bất diệt của các vị. Ngay buồn giận ghét thương của các vị an trú tâm ngay nơi đó để hành trì, để tu tập. Thế thì cái mức độ cạn nhất, thưa các vị, không ai là kẻ thù của ta cả, không ai là người làm nghịch duyên để trở ngại con đường tu của các vị cả. Người ta chọc các vị, người ta gây khó khăn với các vị là để cho các vị bật sáng cái năng lực nhận biết nơi các vị. Khéo thì thưa các vị, chuyển được thuốc độc thành đề hồ. Khéo thì ngay nơi phiền não là niết bàn. Mà vũng thì sao? Vũng là ngay niết bàn thành phiền não, vũng thì ngay thuốc trường sinh trở thành thuốc độc. Ví dụ như các vị đã là người xuất gia liễn để mình vào chùa tu thì cái môi trường này là môi trường gì? Môi trường tuyệt vời để nuôi dưỡng, để hàm dưỡng, để luyện tập, để từng ngày sống được với đạo, để thành đạt cái sự giải thoát an lạc. Thế rồi mình liễn mình vào đây mà không khéo, tức là vụng, thì mình thấy nơi đây đầy phiền não, rất là khó chịu. Nội một việc ngủ không là đã phiền não rồi. Người thì ngáy vang như sấm, ngủ không có được. Nhưng mà nếu mình là người ham tu, thưa các vị, ngủ không được thì làm chi? Xếp chân ngồi kiết già tổ thiền, nhắm mắt gì đâu mà ngủ không được. Rồi ngồi mỏi mệt nằm xuống đố mà nó thức nữa, ngủ thôi. Thưa các vị, phiền não hay niết bàn có khi nó không phải xảy ra từ bên ngoài hoàn cảnh đâu nghe. Thiên đường với nhân giới với địa ngục, thưa các vị, nó không phải xảy ra từ cái hoàn cảnh mà nó xảy ra từ cái đầu của các vị. Cái đầu mà nó tràn đầy phiền muộn bất an, nó buộc ràng và nó cô cứng, thế thì
nhà cao cửa rộng, sơn son thép vàng, chẳng qua đó là một loại địa ngục, người ta làm cho nó màu mè thế thôi. Còn nếu tâm thức các vị mà nó tràn ngập sự an bình, tĩnh lặng, thoáng đãng thế thì bỏ các vị trong địa ngục, nơi đó cũng trở thành thiên đàng. Rồi từ cái ví dụ đó, thưa các vị, ta không thể tìm niết bàn ở đâu ra bằng cái cách là ngay trong phiền não ta thấy được cái bất sinh diệt, ngay trong dòng chảy vô thường miệt mài cuồn cuộn đó. Nếu nhận ra được đạo thì các vị liền là người đứng bên bờ thấy dòng sinh diệt, còn nếu không thì các vị cứ đồng nhất mình vào dòng chảy sinh diệt và mất một đời này, mất ngàn vạn đời, không có cách gì mình thấy được đạo cả. Có một cái ví dụ mà mình hay dùng đó để ví dụ cho các pháp tu người ta tu, mình nói lần đó ở Việt Nam một số các thầy nhà quê qua và xe đi ngang qua cầu chạy rất chậm để cho các thầy nhìn, các thầy thò đầu ra các thầy nhìn, các thầy nói Mỹ không biết nó làm cái cầu này để làm cái chi, không có nước mà nó bắt cái cầu đẹp vậy mà cao lắm. Họ đâu có biết rằng là đất nước Việt Nam mình kiếm một cái cầu giao lộ để nó đi ngang qua những con đường không có ách tắc xe là kiếm đâu ra. Những năm gần đây thì người ta cất sụp lên sụp xuống, nhưng mà trước thì đường hồng chỉ dùng đèn đỏ để dừng và lòng đường nó qua nó về ngã tư không hề có cái không kiều bắc ngang. Thế cho nên các thầy tận ở vùng quê qua đây kinh ngạc vô cùng, bắc cầu chi không có nước cứ bắc cầu. Và thưa các vị, nếu chúng ta ứng dụng được điều này đến sự tu tập thì các vị hãy là người đứng nhìn cái dòng đường xe cộ ngược xuôi của tâm thức các vị. Tâm thức ta thưa các vị nó cuồn cuộn những cái đợt ngựa xe. Ví dụ như con đường bên ngoài, nào xe lớn, nào xe nhỏ, phải không? Nào là xe chở đủ loại hết. Thì các vị nhìn tâm thức các vị để thấy là xe lớn, xe nhỏ nó cuồn cuộn, nó lưu lượng xe chưa bao giờ dừng. Đường Cali này thưa các vị, kẹt xe là chuyện rất bình thường, mà những lúc kẹt xe thì xe nó đông đến nỗi là ta không có phân biệt được cái đoạn nào là đường nếu ban đêm, còn cái đoạn nào là cả một cái dòng chảy ánh sáng. Thế rồi nếu mà xe nó không kẹt, nó vừa phải thì các vị thấy như một dòng sông ánh sáng chảy trên con đường phố. Thì cái điều này thưa các vị nó cho chúng ta một cái sự thực tập rất là dễ để ta tu nghe. Các vị thường là cứ leo lên chiếc xe để lái trên đường phố. Ví dụ như có cái buồn thì ta liền ngồi trên chiếc xe đó ta lái trên đường phố. Có cái vui, có cái giận, có cái bất an, có cái lo âu, có cái sầu muộn chi. Đó là những chuyến xe đang ngược xuôi thì ta liền ngồi lên để ta lái. Tu nó đơn giản vô cùng là ta hãy đứng trên không kiều, ta nhìn những chiếc xe nó đang ngược đang xuôi thôi. Và vô cùng đơn giản. Thế nào là đứng trên không kiều nhìn xe ngược xe xuôi? Thưa các vị là người thấy mọi dạng tâm hành đang ngược đang xuôi là cái bị thấy, nó là những chiếc xe đang xuôi ngược trong lòng đường chứ có phải là các vị đâu. À, ngang đây thì thưa các vị người ta nếm được cái này rồi nè. Cái bất sinh diệt trong dòng chảy sinh diệt. Dù xe có cuồn cuộn như thế nào nhưng mà anh vẫn là con người đang đứng nhìn xe đang ngược xuôi. Thì thưa các vị thấu ngộ được điều này gọi là ngộ đạo, thấy tánh, kiến tánh. Xem ra cái chuyện ngộ đạo, thấy tánh, kiến tánh không phải là chuyện khó, mà tại người ta không muốn làm. Rồi thêm một bước nữa thưa các vị, cái chuyện tu để thành đạt được sự an lạc, giải thoát, chứng nghiệm được cái trạng thái pháp thân hiện tiền là cái chuyện nó dễ nhân bánh mà người ta không làm. Người ta thích đầu tư mình, luyện đời mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào ưu tư, vào phiền muộn. Dường như cuộc đời mình mà mình lui về, mình đứng trên không kiều, nhìn xe cộ dường như nó chán lắm, nó buồn, nó cô đơn lắm, cho nên người ta không làm. Chứ còn thưa các vị, khó khăn chi đâu. Các vị từ xe, các vị bước ra leo lên đường, đứng lên không kiều, nó đòi hỏi một cái thời gian nhất định. Nhưng mà các vị tách mình ra, để các vị là người nhận biết, buồn giận ghét thương là cái bị biết, thì thưa các vị chưa tới một tróc tay vậy nghe. Thời gian không có một tích tắc nào nó dài để nó xảy ra chuyện này cả. Nó liền tức khắc, nó ngắn hơn một cái chớp mắt, ngắn hơn một cái tróc tay, thì liền ở bờ tử sanh, đứng ở trên thành của Niết Bàn mà người ta lại không làm điều này. Đây là cái chuyện lạ nhất mà Đức Thế Tôn cũng vô cùng kinh ngạc, chứ đừng nói là chúng ta mới thoáng thấy đạo.
Đây là chuyện vô cùng là lạ lẫm đối với đời sống con người. Họ cứ ôm hết những cái phiền muộn, họ ca cảm rằng sao đời tôi khổ quá, tôi bất an quá, tôi bất hạnh quá. Và trong khi thưa các vị, chỉ cần lui lại thì các vị sẽ thấy là này bất hạnh, này khổ đau, này tuyệt vọng, này thất vọng. Thưa, nó vốn là những cái tầm phào. Tại sao? Tại vì nó đều là cái bị thấy, bị nhận biết, các vị là con người đang thấy. Thế thì nói tôi bất hạnh là nói làm sao? Tôi khổ đau là nói làm sao? Vơ vào những cái không phải là mình, thấy nó là mình. Ôm hết một đống phiền não của người ta ở bên ngoài, ôm vào nói nó là tôi để khổ sở. Thưa các vị, rõ ràng là nghe thì tức cười, mà cũng rất là tội nghiệp, mà cũng rất đáng nổi giận. Đúng là như vậy đó. Nổi sân si được lắm đó. Lỡ mà gần chết rồi cũng di chúc cho con đó. Đời của bố mẹ thù nó chưa có hết nghe con, đời con phải thù tiếp. Rồi ghi vào sách, viết tiểu thuyết để cho cái nỗi hận truyền đời gia phả. Lạ vậy. Đó là bước thứ nhất. Thế là cái phần thứ hai, đó là hành trì, đó là tiệm tu đó. Ngài Quẩy Cầu, Ngài có một bài pháp gọi là Phương Tiện Tam Môn hay lắm đó. Ngài nói Quệ Cầu tôi vì bận kiếm ăn kiếm mặc, làm ruộng làm nương, cho nên cái thì giờ để cống hiến cho đại chúng những đoạn nhân duyên pháp ngữ rất là hạn chế, không thể liên tục mà cống hiến cho các vị để làm bật sáng cái tâm chân thành của các vị được. Thế nhưng mà không cần Quệ Cầu tôi làm chuyện đó đâu. Đất trời này nào là sắc màu, nào là mây bay, nào là cây rừng, vân vân, tất cả những hình ảnh nó hiện ra phía trước của các vị. Các vị khéo thì ngay nơi sắc màu đang hiển hiện đó, các vị liền đi vào bằng cửa mắt, gọi là cửa văn thù. Đất trời mênh mông này, tiếng chim kêu chip chip, tiếng gió thổi qua rừng cây, tiếng người ta chửi lộn bên ngoài, nếu các thầy khéo thì ngay tiếng đó các vị làm bật sáng năng lực cái nghe của các thầy đang hiện hữu, không lúc nào vắng, thì gọi là đi vào cửa Quan Âm, từ cửa Quan Âm đi vô để nhận ra thể tâm không sinh không diệt nơi các vị. Rồi bước thứ ba, không cần động một bước chân, không cần dời một ánh mắt, ngay nơi cái buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, ngay nơi tâm thức nó vừa có một cái thoáng gợn gì thì các thầy biết rằng những thoáng gợn ấy là cái bị thấy, bị biết, bị nhận ra. Các thầy đích thực là cái biết. Thế thì đó là cửa phổ hiền. Ba cửa này gọi là phương tiện tam môn. Mở ra khéo thì mọi phút giây giữa trần đời này đều có nhiều nhân duyên tác động để ngộ đạo, để sáng tâm, để sống đường với cái năng lực Phật bất động nơi tự thân của các vị. Còn Quệ Cầu này có thăng tòa giảng pháp từ sáng tới chiều thì cũng bị nhân duyên cơm ăn áo mặc mà nó gián đoạn đi. Và tôi cũng không thể theo bên lưng các thầy để có thể khơi ngộ hoài được. Trong khi hình ảnh, âm thanh, nơi tâm thức của các vị đều có sẵn cái năng lực khéo quay về thì liền ngộ ra được. Ba cửa này gọi là ba cửa phương tiện để đi vào thể chân như bất động của tự tâm. Thế rồi Ngài Lâm Tế, Ngài nói một câu nó gồm luôn nữa là gì? Lục đạo thần quang bị tầng giãn cách. Nó hàm một cái nghĩa là sáu đường ánh sáng này chưa từng gián đoạn một chút nào cả. Thưa các vị, mắt luôn thấy, tai luôn nghe, mũi luôn ngửi, da luôn nhận ra sự xúc chạm, ý thức luôn nhận ra tiếng thì thầm bên trong của các vị, nhận ra buồn vui đang diễn hành trong tâm thức của các vị. Thế thì cái con đường thực tập mình đi vào bằng cửa nào? Thưa đại chúng là nó vô vàng cửa, nhưng mà các vị hãy chọn một cửa nào nó dễ đi nhất. Cửa dễ đi nhất là cửa nào? Ngay nơi thân ta là cửa dễ đi nhất nha. Mình chọn một pháp môn khác, ví dụ như mình chọn pháp môn niệm Phật đi, thì mình phải có sổ chuỗi, mình mới nhớ rằng đang cầm sổ chuỗi. Mà có khi mình lần là một tập quán thôi, chứ còn mình không có niệm đâu.
không có cách chi mà lần nhanh như thế này mà niệm từng cái tiếng Phật hiệu cho nó tròn, và dường như theo quán tính mà thôi. Rồi mình cũng tập một cái thói quen rất ư là thầy tu là ai nói gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dường như nó cũng một loại quán tính nữa. Mô Phật, mô Phật cũng là loại quán tính nữa. Và kỳ thật thưa các vị, rõ ràng là chúng ta phải làm được một việc nó khác hơn bình thường, đó là các vị phát ngôn một lời, các vị làm một việc, các vị nheo một con mắt, các vị bước một bước chân. Các vị đừng làm theo quán tính, đừng làm một cái cách đó là thân như kẻ mộng du, tâm không có mặt. Thưa các vị, cái điều đầu tiên cần phải làm đó là thân với tâm nó luôn sống động, luôn có mặt. Không có cái chuyện là có con ruồi bắt thần bay ngang rồi mình theo quán tính mình quơ tay mình đuổi. Muốn quơ tay đuổi ruồi thì mình phải nhận biết là tay đang dở lên, đưa ra đuổi đàng hoàng. Đuổi nhanh đuổi chậm gì, yêu cầu là không có cái gì nó bật lên từ sự quán tính cả, tức là theo cái thói quen cả. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên của công trình thực tập là các vị thử làm một việc, là tập làm mọi việc bằng một cái tư thế chậm hơn một chút, chậm hơn bình thường một chút. Tập làm một việc là thông thường ta cứ đi thì đi như ma đuổi, và ta thử đi từng bước rất là bình thản, rất là trầm ổn, từng bước chân đặt trên mặt đại địa này. Nói theo sư ông Hoàng Mai là giống như cái khuôn dấu của hoàng đế in vào cái tờ chiếu vậy đó. Một bước chân đặt xuống đại địa này như khuôn dấu hoàng đế in vào, như con truyện hoàng đế in vào từng tờ chiếu, rất là gì, cẩn trọng, bằng tất cả thân tâm của chúng ta. Uống một miếng nước, uống bằng tất cả thân tâm của chúng ta. Nhìn một đóa hoa, nhìn bằng tất cả thân tâm của chúng ta, đó là bước thứ nhất. Xin thưa lại, một là bằng một cái tốc độ chậm. Điều thứ hai, làm trọn vẹn bằng con người. Điều thứ ba, các vị cảm nghiệm tất cả mọi thứ đến với các vị đừng gọi tên đó. Ví dụ nhìn một bông hoa, trợn mắt nhìn, tỏ tường bằng tất cả thân tâm của ta, thưởng lãm nó, cảm nghiệm nó, chứ không có kiểu là gọi cái tên rồi bỏ qua bên. Mình tập như thế này thì mình có khả năng nhìn được đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái bất an, không có phải là gọi tên nó rồi xô dẹp một góc. Mà ta làm việc đó là nhận biết nó, chiêm ngưỡng nó, quán chiếu nó rất là tỏ tường. Thế thì thưa các vị, bước đầu cạn của sự tu là các vị đã đoạn trừ tất cả phiền não, vô cùng đơn giản, rất là dễ. Điều thứ hai, cái hệ quả phát sinh đó là tự nhiên là ta có được sự trầm ổn, bình tĩnh, tỉnh tại. Là một người tu mà thiếu đi cái năng lực tỉnh tại, bình ổn thì thưa các vị, nó đổ vỡ hết mọi thứ. Càng là người già thì cái chuyện này nó càng cần á. Tại vì sao? Thưa các vị, vừa ngủ thức dậy các vị tóc mền, các vị leo xuống, các vị lật đật mở cửa ra thì coi chừng là trúng gió, ngã cái đuổi liền. Mình học cái điều này từ ông cụ Hòa Thượng Chuyển Xíu nghe, Ngài Từ Đàm. Ngài vô Đà Lạt một lần, Ngài nói chuyện, Ngài nói tôi có hai cách để truyền đạt cho các thầy thôi. Khi ở trong nhà bước ra thì tôi không có mở cửa tôi bước ra liền đâu. Tôi đứng một bên cửa, tôi hít vào thở ra để cho khí lạnh bên ngoài nó đi vô thân tôi, để cơ thể tôi nó làm quen với cái điều kiện thời tiết khí hậu lạnh bên ngoài. Và mình cũng đọc một cái phương pháp người ta bày cho có thể tắm nước lạnh mà không bao giờ cảm, đó là khi tắm, tắm từ dưới chân tắm lên, đưa nước lạnh vỗ vào lưng, vào vai, vào ngực, vào ngậm, vào miệng, để báo động cho cơ thể mình biết ta sắp tắm đó, nước lạnh sắp vô đó. Mày hãy cẩn thận, mày hãy khép hết lỗ chân lông lại. Và thưa các vị, không bệnh bao giờ. Thế thì thưa đại chúng, người càng lớn tuổi thì càng cẩn trọng, và thiền tập nó vô cùng cần thiết cho các thầy các cụ lớn tuổi. Tại vì các vị sẽ đề kháng được tật bệnh, các vị sẽ rất là ổn định về vấn đề sức khỏe. Thế thì cái lợi ích đầu tiên thưa các vị đi vào con đường thiền tập là các vị luôn nhớ rằng là hãy làm bằng một cái tốc độ chậm lại một chút. Điều thứ hai, làm bằng toàn vẹn thân và tâm của ta. Thân ở đâu, tâm ở đấy. Và có câu chuyện tức cười, đó là đời sống của người ta lúc bé
Thì thưa các vị, người ta không giống như lúc, ví dụ như những cặp vợ chồng trẻ đó, lúc họ mới quen nhau, mình thấy ngồi ở ngoài ghế, ngoài công viên, hoặc là họ ngồi có khi xa lắm, và họ nói khe khẽ, nói thầm thì thôi à. Mình rình lắm cũng không nghe. Thế rồi họ cưới nhau về thì họ ngồi đối diện nhau, nhưng mà họ hét vào mặt nhau. Là tại sao vậy? Hồi xưa thì thân với tâm nó là một, nghe không? Lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Thế rồi gần với nhau, nhưng mà họ để lòng, họ đi chơi rất xa, chỉ có cái xác ngồi đây thôi, hồn đi mất tiêu rồi, cho nên phải hét vào tai mà còn chưa chịu nghe nữa. Thì tình trạng chúng ta là vậy đó. Chúng ta tập làm thế nào? Thưa các vị, là thân với tâm nó luôn ở một chỗ. Đây là những bước thực tập vô cùng căn bản. Và những bước thực tập này nó không phải chỉ đến với người mới xuất gia, mà nó đến luôn với các vị lão hòa thượng. Tại vì càng là người lớn tuổi, càng là người có địa vị trong đạo, mà nếu anh đi đứng lắc cắc, anh ngồi không yên, anh bất an, anh phù động, thế thì còn nghĩ lý chi là một người tu. Do vậy cho nên không phải dành cho những người mới xuất gia tập sự, mà nó cũng dành cho các bậc đại lão hòa thượng tu tập cho tới gia. Rồi bao giờ thì chúng ta mới không thực tập những cái điều căn bản này? Duy nhất một lúc mà anh được quyền buông, không cần thực tập, là lúc đó nằm yên không còn thở nữa thì thôi tha cho. Còn nếu còn thở vào thở ra thì nó là điều vô cùng căn bản, thưa các vị. Thưa đại chúng, là 4 giờ rưỡi rồi đó, phải dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Và xin thưa thêm rằng là hai cái chữ này nó sẽ trở lại với chúng ta một buổi học nữa. Tức là chúng ta có được buổi học này, buổi học thứ tư này. Và mình sẽ cố gắng trình bày một cách dễ hiểu, và nó đi vào sự thực tập rất là cạn, để cho các vị nắm được để hành trì. Trong một buổi học nữa là chúng ta sẽ học vào lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp.